Thưa quý vị, nhiều năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố Đà Nẵng. Nhiều cách làm hay, sáng tạo và các mô hình hiệu quả thiết thực của các cấp hội phụ nữ đã góp phần cải thiện môi trường xung quanh, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Câu lạc bộ Sống Xanh của Chi hội Phụ nữ số 7 phường Hòa Thọ Tây ra đời nhằm tập hợp thu hút tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trong khu dân cư tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch. Trước hết, bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa dùng một lần. Việc tạo dựng cuộc sống xanh từ chính gia đình mình và bà con lối xóm của các thành viên câu lạc bộ Sống Xanh, Chi hội Phụ nữ số 7 là điều đáng quý, đáng được nêu gương. Không chỉ dừng lại ở xanh nhà sạch bếp, chị em còn vận động người dân khu dân cư và tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương để thực hiện các dự án sáng kiến xanh cộng đồng, cải thiện môi trường sống xung quanh mình như sân chơi, vệ sinh cây xanh, góp phần hiện thực hóa đề án xây dựng quận Cẩm Lệ thành quận môi trường. Việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ Sống Xanh là mục tiêu mà Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây hướng đến, thì tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đi đến thay đổi hành động việc làm tử tế đối với môi trường, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã tổ chức chương trình bàn giao mô hình và phương tiện thu gom, phân loại rác thải tài nguyên cho 7 câu lạc bộ Sống Xanh thuộc các quận huyện trên địa bàn thành phố, huy động câu lạc bộ Sống Xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Thông qua các mô hình và phương tiện thu gom được bàn giao, lắp đặt tại địa phương sẽ giúp cho câu lạc bộ Sống Xanh thuận tiện hơn trong việc thực hiện vận động thu gom phân loại rác thải tài nguyên, từ đó dần thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải ra môi trường, nhất là rác thải nhựa. Đà Nẵng là một trong những thành phố sôi động và phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, có một chính quyền địa phương rất quan tâm đến vấn đề giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa. Đó cũng là một trong những cái lý do thuận lợi cho dự án lựa chọn kết hợp với Hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, và chúng tôi tin rằng có thể loan tỏa trực tiếp đến những cái người dân trong cộng đồng thông qua các hoạt động tuyên truyền cũng như là phương thức thu gom. Có thể nhận thấy Sống Xanh không phải là việc quá xa vời mà bắt đầu từ những việc rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Như đổi một tập sách cũ, lấy một giỏ cây, phân loại rác thải ngay từ gia đình mình, hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông. Rất nhiều việc nhỏ diễn ra xung quanh ta, nếu thay đổi một chút trong lối sống, sẽ tạo ra sự thay đổi lớn giúp bảo vệ môi trường. Và chính chúng ta sẽ là người được hưởng lợi từ sự thay đổi tích cực đó.